nhận là cái máy ảnh xịn nó chụp đẹp vãi chưởng các bạn ạ. Thật là ao ước. Cái đấy gọi là Canon R các bạn nhé. Còn một đống len thì chả biết. Mấy cái ảnh mà bạn vừa xem ấy, trong cái slideshow ấy, à, chủ yếu chụp bằng cái máy ảnh đấy. À, nhưng không phải của mình, tiếc thật. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái intro nhé. Intro kiểu giọt mực đấy, với Filmora 11. Thực ra thì cái intro kiểu giọt mực ngày trước Filmora 9 mình hướng dẫn rồi ấy. Nhưng mà chắc là bây giờ thì các bạn dùng nhiều Filmora 11 thì có khi nhiều bạn lại chắc là không xem được. À, cái kiểu này thì rất là đẹp nhé. Bạn có thể làm intro hoặc là slideshow các thứ đều ok nhé. Kiểu giọt mực nó rơi xuống, sau nó lan tỏa ra bắt đầu có video hoặc là có ảnh bên dưới ấy. À, cực kỳ đơn giản nhé. Bạn sẽ cần hai thứ nhé. Một là overlay. Overlay là mấy cái đè lên trên ấy, nó là cái giọt mực ấy. Thế còn cái thứ hai nữa là cái ảnh, ảnh đẹp vào. Đừng giống như ảnh mình thì cũng không đẹp. Đây là cái áo hôm qua mặc, đi mặc hòm lớp này. À, cái overlay thì mình sẽ để dưới mô tả nhé. Đường link mình sẽ đặt dưới mô tả, link Google Drive của mình cho các bạn tải. Các bạn tải nó về đấy nhé. Ví dụ mình sẽ mở cái file tải đi nhé. À, ví dụ cái này này. Cái này đây mình để, thực ra thì mình đã quên cái này rồi mà mình cóp nó ra cái đĩa, kiểu đĩa ổ rời ấy. Đâm ra mình để ngoài mình quên rồi. Nhưng mà bây giờ lục lại thì vẫn thấy. Đâm ra mình sẽ đưa tất cả mấy cái này lên Google Drive cho các bạn để các bạn có thể tải về. Các bạn tải về như thế nào rồi là giải nén ra như thế nào hoặc là tải từng cái như thế nào thì các bạn tự mò nhé. Còn nếu bạn nào không biết thì bạn có thể comment bên dưới, cần thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn tải. Ok, đây là tải xong rồi, tải xong rồi các bạn có chuẩn bị sẵn các cái ảnh đi thì đi vào Filmora thôi. Ví dụ đây là Filmora 11 của mình nhá. Mình sẽ tạo cái ảnh, tạo một cái slideshow ngắn ngắn ấy, kiểu là gọi là 16:9 ấy, để up lên YouTube ấy. Ví dụ đây là cái ví dụ của mình nhá. Ví dụ thực ra thì sau khi mình đã tạo được cái slideshow và kiểu giọt mực rồi ấy, thì mình xuất bản nó ra và xong mình đưa lại vào để mình tạo thêm cho nó cái title, tức là cái tiêu đề này này. Tiêu đề kiểu đầy kênh tiếng Anh mà, đâm ra là viết tiếng Anh. Còn bây giờ mình sẽ xóa đi từ đầu để hướng dẫn các bạn từ đầu nhé. Trước tiên là các bạn sẽ vào phần media nhé, để mình làm lại từ đầu, dự án từ đầu để cho các bạn dễ nhìn nhé. Tạo một cái dự án mới, don't save. Tạo một dự án mới và tỷ lệ khung hình 16:9. Sau đó các bạn đưa các cái overlay mà các bạn tải được vào. Ví dụ ở đây mình đưa mấy cái, 1, 2, 3. Mình đưa 3 cái thôi chứ các bạn có thể chọn trong cái này nhé. Bạn kéo bạn thả vào đây, thả vào Filmora này, thả thẳng vào đây. Đó. Tiếp theo là bạn nhập các cái ảnh của bạn vào. Mình sẽ kích đúp vào đây để mình nhập ảnh. Ảnh thì mình cũng vừa tải từ Google Drive về mấy cái ảnh. Thực ra đi chơi kiểu họp lớp thì kiểu ảnh tập thể thôi, mình lấy mấy cái của mình có mặt mình thôi. Chứ không mình đưa ảnh của bạn mình lên, lỡ đứa nào nó xem được nó lại kiện chết. Ok, thì trước khi mà các bạn đưa ảnh xuống ấy, nếu như mà các bạn dùng cái này để làm slideshow thì mình sẽ tạo cái hiệu ứng để kiểu zoom ra zoom vào ấy, như cái kiểu zoom and pan ở trong Filmora. Thì mình sẽ đổi ở chỗ reference trước nhé. Các bạn kích vào file, chọn reference. Đó, chọn reference, sau vào bạn vào phần editing nhé. Sau đó trong cái phần này, thứ nhất là bạn phải chọn là cái photo duration ấy, là cái thời gian nhé. Thời gian bạn chọn cho mình 5 giây nhé, thời gian của ảnh ấy, 5 giây. Và phải cái photo placement này thì bạn chọn là pan and zoom nhé. Nếu nó đang ở fit hoặc là crop to fit thì bạn chuyển sang pan and zoom cho nó có cái hiệu ứng kiểu zoom ra zoom vào cho đẹp. Sau đó bạn kích vào ok. Rồi tiếp theo là bạn chọn các cái ảnh và bạn đưa xuống timeline. Bạn giữ phím control nhé, giữ cái phím control và click chuột để bạn chọn nhé. Đây mình cứ kéo 2, 4, 6, 7 cái, kéo 7 cái xuống đặt xuống timeline. Ok, để cho xử lý. Rồi sau khi đặt xuống timeline nó đã có sẵn một cái hiệu ứng gọi là zoom ra zoom vào rồi, đúng không? Play này. Đấy, nó sẽ hơi giật một tí bởi vì cái ảnh này là ảnh chất lượng cao từ con Canon R nó ra, nên là mình preview thì nó hơi giật, thôi kệ nó. Mình phải render timeline nhưng mà thôi lười. Thứ nhất là ok, đã có cái hiệu ứng zoom ra zoom vào rồi. Tiếp theo ấy, ở những cái chỗ này ấy, thì mình sẽ cho nó thêm một cái chuyển cảnh gọi là chuyển cảnh distort cho nó giống cái kênh tiếng Anh. Thì các bạn sẽ chọn tất cả cái này nhé, chọn tất cả các cái ảnh. Sau các bạn đi đến phần transition nhé. Bạn ấn tiếp vào phần recommended, bạn tìm cái distort này nhé. Bạn kích chuột phải, bạn chọn là apply thì nó sẽ đưa một cái này, tức là một cái chuyển cảnh này vào tất cả cái mối cắt. Apply. Đó, apply là nó sẽ thêm hết vào đây. Đấy. Thế bây giờ đã có cái chuyển cảnh ở giữa các cái này rồi. Đó. Rồi, ok. Trông nó cũng rất là đẹp. Tiếp theo là các bạn sẽ đưa cái overlay xuống. Thì cái giọt mực mình sẽ dùng một cái thôi. Mình dùng cái này đi.
Và mình dùng cái số 4 này nhé. Các bạn kéo bạn thả nó xuống ở cái track ở bên trên nhé. Sau đó bạn chọn là Keep Project Setting nhé. Project của bạn thế nào thì bạn vẫn giữ như thế. À, cái giọt mực này thì nó sẽ không khớp, nó không được 5 giây. Mà để nó kéo nó dài ra ấy, thì các bạn sẽ làm chậm nó. Làm chậm cái giọt mực này bằng cách là bạn nhấn phím Control. Bạn đưa cái con chuột vào mép của cái overlay ấy. Sau bạn kéo lên đây. Đó, kéo. Cái này là làm chậm, hoặc là các bạn có thể dùng tính năng speed để bạn tạo slow motion được. Vào đây này, speed này, sau bạn tạo slow này. Đấy, thế cũng được, nhưng mà làm theo mình cũng được. Ok, thì bây giờ tiếp theo là mình muốn xóa cái phần đen này đi. Thì các bạn dùng compositing, đúng không? Đã biết rồi. Kích đúp vào cái overlay. À, kích đúp vào cái overlay nhé. Sau chọn tiếp là compositing. Sau chọn chế độ là screen. Chọn ở đây là screen nhé. Đấy. Để nó xóa cái này đi. Còn nếu như mà bạn nào mà thích thì các bạn có thể chỉnh cái opacity này cũng được. Chỉnh lên chỉnh xuống cho nó cái giọt mực nó kiểu đậm hoặc là nhạt đi nhá. Chỉnh opacity ở đây. Mình thì mình cứ để 100 thôi, nhưng mà các bạn thích thì các bạn chỉnh. À, kích vào ok, đấy là xong. Xong được cái ảnh thứ nhất. Bây giờ mình muốn là tất cả các cái ảnh này đều có giọt mực thì bây giờ mình sẽ copy và paste. Chứ mình lười, mình không muốn đưa mấy cái giọt khác xuống. Ok, để copy và paste và nó đúng như này thì các bạn sẽ nhấn phím Shift và End để đưa cái kim thời gian về cuối của cái overlay. Sau bạn nhấn Ctrl D nhé. Trên máy Windows ấn Ctrl D, còn máy Mac OS hình như là Command D. Chắc thế, không biết. Ctrl D để copy và paste. Thế là vừa copy vừa paste luôn thì Ctrl D. Có bao nhiêu cái ảnh thì ấn Ctrl D bấy nhiêu cái. À, ấn hơi nhiều quá rồi, có khi nó lại lag quá. Đấy, biết ngay. Rồi, xóa hai cái này đi. Và mấy cái giọt mực này thì các bạn cũng thêm cho nó cái hiệu ứng gọi là transition ấy, chuyển cảnh ấy là dissolve nhé. Bạn cũng chọn hết, sau bạn vào transition. À, bạn cũng kích chuột phải chọn apply vào cái dissolve này, đấy, cho nó kiểu giống nhau. Ok, như thế là xong rồi, đã tạo được xong cái hiệu ứng gọi là intro giọt mực hoặc là slideshow giọt mực. À, bước tiếp theo là bạn sẽ phải xuất cái này ra nhé. À, bây giờ mình sẽ render cái timeline cho mình play ví dụ cho các bạn xem. Tự nhiên ngứa mũi thế. Ok, bạn nào mới đến kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé, để xem những video tiếp theo về Filmora. Thế còn nếu như là bạn nào mà muốn mua bản quyền Filmora các thứ ấy, thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt ở dưới phần mô tả ấy. Mình sẽ hỗ trợ các bạn mua bản quyền với mã giảm giá là 20% nhé. Ok, đây là cái hiệu ứng sau khi mình đã render mất một lúc. Play cho các bạn xem. Đó, tất nhiên là các bạn phải cho thêm tí nhạc nhẽo cho nó hay. À, nó hơi bị mờ. Thế còn sau khi mà đã ok cái hiệu ứng rồi ấy, thì các bạn có thể thêm cho nó mấy cái effect ở trong Filmora nhé. Ví dụ các cái effect này, cái what's new này, có mấy cái bubble này, tức là mấy cái kiểu bóng bóng ấy. Các bạn có thể kéo bạn thả ở đây. À, kéo mấy cái bong bóng, rồi là tuyết, rồi là mưa, rồi là các kiểu con đà điểu, các bạn đặt nó lên. Sau khi nó xong ấy thì các bạn nhớ là xuất nó ra nhé. Xuất nó ra thành một cái video, sau đó các bạn import nó vào, rồi các bạn hãy tạo các cái phụ đề. À, tạo các cái tiêu đề, ví dụ mình xuất cái này ra nhé. À, bây giờ mình sẽ xuất ra, sau đó mình import nó lại. À, để mà xuất thì các bạn nhấn vào phím này, export nhé. Export, sau các bạn chọn là MP4, sau các bạn chọn là intro. Ví dụ mình ở đây mình sẽ đặt là intro 4 chẳng hạn. À, setting, tăng cái bitrate nó lên 20.000 thôi. Ok, 84. Rồi, sau đó export. À, thế là nó sẽ xuất ra một cái video MP4, sau mình sẽ đưa lại vào và sau đó mình thêm một cái tiêu đề. Ok. Ok, ví dụ đây mình đã xuất xong rồi nhé. Sao để kéo nó vào lại Filmora nhé. Ok, đây là Ingrop Intro 4. À, bạn sẽ kéo và thả nó vào đây. Sau khi kéo và thả vào đây, mình sẽ xóa hết tất cả các thứ ở trên timeline đi. Và bạn kéo cái này xuống. Đó, thì đây là được một cái video rất là đẹp. Như này, bạn muốn thêm title ấy, thêm tiêu đề, bạn vào title nhé. Đây mình dùng cái này này, Abstract Background này, trong cái phần What's New này nhé. Đó, vào đây. Rồi, title. Các bạn thích thì các bạn đổi chữ, đổi nghĩa ở đây, không bắt đầu thu nhỏ, thu nhất ở đây. Ok, video này ngắn thế thôi. Đấy là làm nào để tạo kiểu intro giọt mực với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.